Phép Cường được hỏi bao nhiêu anh chị em quyết định 2022 cuối năm này hoặc là trong nửa đầu năm 2022 chắc chắn sở hữu xe hơi hình bông tuyết dưới ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu anh chị em quyết định giúp ít nhất 5 đồng đội có xe hơi để mình có Mercedes-Benz thủ lĩnh quốc gia thì giơ một bàn tay. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu anh chị em quyết định đã chơi là chơi một cuộc chơi lớn, đã làm là làm đến cùng, đã mất công giúp đỡ, giúp ít nhất 15 đồng đội trực tiếp có xe hơi để mình tốt nghiệp S9 thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu thì giơ hai bàn tay. Rồi, lắc 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 lắc. Anh chị em xoa xoa hai tay vào nhau, xoa xoa hai tay vào nhau. High five, thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu. Yes. Chào mừng tất cả anh chị em đến với cái buổi coaching vào chiều thứ tư hàng tuần. Tôi là Trương Huy Cường, hiện là thủ lĩnh quốc tế của tập đoàn sức khỏe Sivri, là thành viên sáng lập ra S69, trường đào tạo kinh doanh theo mạng hàng đầu thế giới, nơi biến mọi ước mơ trở thành hiện thực. Và ngày hôm nay S69 của chúng ta đang cùng nhau kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp năm châu bốn biển, những người yêu sức khỏe, những người có khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác để cùng làm một cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể, cùng nhau biến không thành có, biến âm thành dương, biến người bình thường trở thành người phi thường, biến những người làm công ăn lương, những người làm tư ấy trở thành những người tự mình làm chủ cuộc đời của mình, làm chủ những cái hệ thống kinh doanh ở khắp trái đất hình chữ S và tiến ra nước ngoài. S là school, 6 là lộc, 9 là phúc, có nghĩa là trường đào tạo làm phúc hưởng lộc. S là giải đất hình chữ S, đó là biểu tượng của Việt Nam. Những chiến binh S69, khi người ta nhắc đến kinh doanh theo mạng ở Việt Nam, người ta sẽ nhắc đến tên của bạn và nhắc đến S69. Và chúng ta bước ra thế giới trong cái ngành kinh doanh này, chúng ta làm để làm sao để người nước ngoài ấy, người ta nhìn thấy người Việt Nam của chúng ta trong lĩnh vực kinh doanh này, người ta khâm phục, ngưỡng mộ đấy. Và bao nhiêu anh chị em muốn khi mà chúng ta bước ra thế giới, bọn Tây nó nhìn vào, wow, Việt Nam à, number one, number one. Rồi, anh chị em nó thích câu chuyện này giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Không như vậy, chúng ta cùng nhau học tập, rèn luyện, phát triển cá nhân, phát triển kinh doanh để mang tinh hoa Việt Nam, đạo đức trí tuệ Việt Nam đi phục vụ thế giới. Để sau này chúng ta bước ra những cái sân khấu lớn trên thế giới, hàng nghìn, hàng vạn người để chia sẻ, để đào tạo cho đội da trắng, mắt lọ, mũi lõ, mắt xanh. Anh chị em nào thích câu chuyện này, giơ ngón tay cái. Yes, rồi, xoa xoa hai tay vào nhau. Người Việt Nam chúng ta chắc chắn làm được. Rồi, yes, xin cảm ơn tất cả anh chị em. Để làm được điều đó, đương nhiên chúng ta cần phải nỗ lực học tập và rèn luyện. Và Cường rất là biết ơn người anh của mình, anh Phạm Hữu Minh đã chia sẻ cho Cường cái cơ hội này để có bản thân Trương Huy Cường, có S69, có tất cả các bạn ngày hôm nay. Rất là biết ơn, tri ân tập đoàn sức khỏe Sivri có những dòng sản phẩm cực tốt mà giá vô cùng hợp lý để chúng ta lan tỏa, chúng ta chia sẻ. Biết ơn cái ngành kinh doanh này đã giúp cho Cường trở thành một con người hoàn toàn khác. Đấy, và mình nguyện mang tất cả những cái công đức này, những cái công sức của mình để lan tỏa, để chia sẻ, để cùng nhau nâng đỡ nhau, cùng nhau giúp đỡ nhau tiến lên để sống một cái cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Rồi, bao nhiêu trong số anh chị em quyết định là mình đã chót bị sinh ra, được sinh ra trên cái hành tinh này rồi thì mình sống từng giây từng phút hạnh phúc và có ý nghĩa thì comment số 1. Ok, yes, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm, đúng không? Có những phút làm nên lịch sử, có những con người, có những phút làm nên lịch sử, có những cái chết hóa thành bất tử, có những lời đẹp hơn một lời ca, có những con người do sơ ý sinh ra. Chúng ta sơ ý được sinh ra lọt vào đây rồi, chúng ta cùng nhau làm nên lịch sử. Yes, rồi, bao nhiêu anh chị em đồng ý comment số 2, cùng nhau làm nên lịch sử cuộc đời mình và lịch sử kinh doanh theo mạng. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với buổi coaching. Trưa hôm nay chúng ta có mấy đội. Đội Đỗ Anh, đội thủ lĩnh Vũ Hạnh, đội tư vấn viên cao cấp Phạm Phương Anh, đội Dung dẫn đầu. Đấy. Rồi có một vài đội đá dự bị. Ok. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu từ đội Phạm Phương Anh là các chiến binh ánh sáng. Đội này là đội rất nhanh, đội siêu bật mic, đội đang có tốc độ phát triển của ánh sáng. Xin mời. Ai có câu hỏi gì, bật micro. Dương Lệ Thủy nào. Lệ Thủy được
như như Lý tác ý lệ thủy để cường kiếm cho một cái nick khác. Vâng, em xin chào anh Cường, xin chào các anh chị trong Zoom ạ. Em là Thủy, team của chị Phương Anh. Em có Ok, nghe được không ạ? em có thích là mỗi một lần phát biểu ấy là được nói thoải mái hùng hồn không, là chính mình không, không cần phải để ý xem xung quanh có bố con thằng nào không? Thích không? Vâng ạ. Vâng, tại vì em hơi qua em nói hơi nhỏ một chút, anh chị nghe được không ạ? Rồi. Thì vâng, hiện tại thì team của em ấy thì nó cũng có một cái điểm là mọi người phần tuyển dụng nó cũng chưa được nhiều. Những đồng đội của em thì hiện tại mọi người tức là về gọi là về về mặt gọi là tư duy thì cũng đã có những cái bước tiến về thay đổi tư duy cũng khá là nhiều rồi, tức là cũng đã nhận thức được con đường ở đây và cái hướng đi, nhưng mà về mặt đồng đội về tuyển dụng thì vẫn còn những cái, tức là em thấy rằng là một mọi người cũng nhìn nhận được cái vấn đề liên quan đến về số lượng, tức là như tầng dưới của em thì các bạn cũng có những cái liên quan đến cái gọi là cũng cái tinh thần nó chưa được gọi là dễ bị tụt mood đấy ạ, tức là khi mà lúc làm thì hăng hái làm nhưng mà sau đấy mà không thì cũng lại bị tụt, nên là về gọi là làm đều làm đủ thì vẫn chưa đảm bảo được, mặc dù là mọi người cũng đã thống nhất với nhau về việc là cần làm sao để đảm bảo được về cái kỷ luật về việc làm. Thì trong nhóm thì cũng có một số bạn cũng đã làm nhưng mà chưa, tức là mọi người cũng còn còn chưa ra được người, nên là cái vấn đề chưa ra được người dẫn đến là cái việc mà về tinh thần nó cũng chưa được cao. Thứ hai là mọi team em thì cũng có những cái nhìn nhận lại với nhau về việc là mình, tức là nhìn thấy đích rồi thì vấn đề là mình đi nhanh hay đi chậm ấy, thì cũng sẽ đến đích, nhưng mà mình sẽ làm chắc chắn bằng, tức là để mọi người khi ví dụ một hai người cùng làm với mình cũng được, mình đã làm chắc chắn và mình sẽ hiểu được được làm thế nào để mình hiểu được cái cách đi của con đường đi và hướng đi như thế nào cho đúng. Thì em thấy cái mặt đấy thì cũng có một cái phần tích cực nhưng mà nó đang hơi chậm đó. Thì về bản thân em thì cũng hiện tại cũng đang cố áp, tức là đang đang áp dụng để kỷ luật với bản thân mình về việc là số lượng, vì mình cũng nhìn nhận được về cái việc là số lượng sẽ ra chất lượng, nhưng mà đồng đội đi cùng với mình ấy, thì mọi người cũng đang tức là chưa ra được người, nên là cái tinh thần của mọi người nó cũng chưa được cao lắm ạ. Đó, thì em đang vẫn gặp vấn đề liên quan đến tuyển người là chính. Thứ hai là có một việc nữa là liên quan đến vấn đề về về bán, thì thực ra là tất nhiên mình cũng đang đang nhìn nhận với nhau rằng mình không tập trung vào bán nhưng mà cũng cần phải có để mình đẩy con số lên. Thì bán thì em thấy như team em thì phần bán thì thường là bán nhỏ lẻ, ít có những cái mà các bạn ít ít được những cái gọi là đơn lớn, và phần lớn là đơn nhỏ lẻ, dẫn đến là các bạn cũng cũng khá là vất vả trong phần đó, nên là như là bình team em thì cũng có những cái mà còn dụ còn hàng mà còn bán thì các bạn vẫn nhiệt tình bán, vẫn làm. Em nhìn nhận được sự nhiệt tình đấy, cái cố gắng của các bạn và nhìn nhận được với nhau là chị em cũng thống nhất được với nhau, nhưng mà cũng muốn tìm cách để cho các bạn có thể đẩy được, vừa là đẩy được hàng đi để còn thêm về về doanh số ấy ạ. Thì có hai vấn đề đấy em đang gặp phải. Đó. Ok, cảm ơn Dương Lệ Thủy. Đội nào cũng gặp vấn đề về tuyển dụng và bán hàng không? Có thì giơ ngón tay cái. Đội nào cũng gặp. Chuyện bình thường, tập trung vào gốc rễ thì sẽ thay đổi được hoa trái thôi. Tập trung vào gốc rễ thì thay đổi được hoa trái. Thì gốc rễ Dương Lệ Thủy cũng nhận ra rồi đấy, số lượng. Nhưng làm nào để có cái làm gốc rễ là làm cách nào để luôn luôn có cảm xúc, có động lực để làm con số đúng đủ đều. Đấy là một câu hỏi, đúng không? Cái điều gì để giúp cho một nhà kinh doanh luôn luôn có nguồn năng lượng đỉnh cao, luôn luôn có cảm xúc tích cực để làm việc được đều đặn, 1 cộng 1 cộng 3? Đấy là câu hỏi các bạn cần trả lời. Làm thế nào để luôn luôn một cái nhà kinh doanh của mình ấy có cái nguồn cảm xúc tích cực, có nguồn năng lượng đỉnh cao, nó có sức sống dồi dào, có sức sống mãnh liệt để 1 cộng 1 cộng 3. Tức là mỗi ngày ngày nào cũng như ngày nào, 1 cộng 1 cộng 3. Một người chia sẻ sản kinh doanh, một người sản phẩm, ba người vào danh sách người quen. Rồi các bạn trả lời xem nào. Làm cách nào? Xin mời. Nông Ngọc Tú đâu? Theo Tú làm cách nào? Tú này áo đỏ thế. Xin chào thủ lĩnh quân tịch.
Xin chào Thủ lĩnh quốc tế, xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Mình là Nam Ngọc Tú, mình là tư vấn viên của Tập đoàn Sức khỏe Siri và hiện tại mình đang làm ở thị trường Cao Bằng. Thì để mà luôn luôn có năng lượng tích cực và hoạt động được hàng ngày đúng đủ đều ý, thì em tập trung vào cái mình mong muốn hơn là tập trung vào cái việc bị nhận lời từ chối á. Thì hôm trước em có được nghiên cứu những cái video của những thủ lĩnh thành công, ví dụ như Phạm Hoàng Ánh chẳng hạn. Thì chị Phạm Hoàng Ánh đưa ra một cái rất là hay, đó là cứ có một lời từ chối là mình có 200.000. Thế thì em luôn luôn gieo cái điều đấy vào đầu là cứ có một người từ chối là em có 200.000. Cứ một người từ chối em có thêm 200.000. Thì nó là theo xác suất thôi ạ. Và em bây giờ em chuyển tâm, em không có đi tuyển dụng ai cả. Em đi chiêu mộ đồng đội đi cùng mình ạ. Em đi chiêu mộ đồng đội đi cùng mình ạ. Và rất nhanh chóng em thu hút được những con người yêu tự do ạ. Yêu tự do, họ thích mình trước đã. Đó là kinh nghiệm của em ạ. Ok, tức là thay đổi tư duy. Đầu tiên thay đổi mindset. Bình thường người ta coi cái sự từ chối, bởi vì theo con kinh doanh là trò chơi của con số và cảm xúc. Tức là nếu mà có 6 cuộc chia sẻ thì 5 từ chối cộng 1 đồng ý, đúng không? Đấy, một người ký hợp đồng thì 5 cái từ chối đấy, mỗi cái từ chối là được 200.000. Bởi vì thực ra một cái người mà đồng ý làm việc ấy, sau đó giúp họ lên gì đó thì thôi mình cứ tính lấy rẻ là một người từ chối là 200.000. À, câu chuyện thay đổi mindset. Ok, tốt. Rồi. Rồi Vũ Hạnh chia sẻ cái bài học sáng nay là cho các bạn mà đang dẫn dắt có đội đấy, để giúp cho tư vấn viên tức là có cái cảm xúc và có sự tập trung, có năng lượng để làm việc, để làm đúng đủ đều. Xin mời thủ lĩnh Vũ Hạnh. Dạ vâng, chào thủ lĩnh quốc tế, chào tất cả anh chị em trên Zoom. Buổi học, cái bài học sáng nay mà em nói trong cái nhóm ô tô ấy à? Đúng rồi em, yes. À, dạ vâng. Và em thì để mà ngay cả em suy ra từ chính bản thân em thôi. Thế sau đó thì là trong cái quá trình học thủ lĩnh, thì em cũng đúc rút ra là người ta muốn lại là người ta làm với cái tâm thế như thế nào ấy, và cái cảm xúc của mình ra làm sao nó bị quyết định bởi cái việc là người ta phải tìm được ra cái động lực chính cho mình ấy. Người ta tức là phải cân cái bài toán cuộc đời thực sự, phải giải bài toán cuộc đời ngay cả với các tư vấn viên của bên em, mà khi mà làm một thời gian rồi đấy, thế xong rồi nhiều khi họ bị tụt xuống hồ C. Thế thì bây giờ để em dùng cái quy trình là coaching, có nghĩa là đặt ra câu hỏi cho họ một cái bài toán. Để họ hỏi là có, bởi vì nhiều khi họ muốn quay trở lại công việc cũ thì bây giờ mình cũng không đưa ra lời khuyên gì cả. Mà đấy, bây giờ kẻ một cái cột một cái bảng em. Thứ nhất, để so sánh giữa cái công việc hiện tại với cái công việc mà chị đang muốn quay trở lại làm ấy, với công việc CV ấy, thì chị thấy như thế nào? Và em cũng và bảo cho họ lập ra các bảng câu hỏi, ví dụ như thế này: thời gian chị làm việc như thế nào, thu nhập ra làm sao ở công việc, tức là ở hai công việc đó, thế rồi là tương lai là con cái như thế nào này, thế rồi cái xe mà đang đi, xe mà chị sẽ đi này, à thêm cái cột nữa, đó là cái cột mà chị mong muốn, cái cột nữa là cột mà mình mong muốn, thì chị mong muốn điều gì. Thế sau đấy thì làm kể cả vấn đề con học trường gì này, đi xe gì này, muốn ngôi nhà như thế nào này, muốn thu nhập bao nhiêu này. Thế sau khi mà họ trả lời, chị cứ trả lời hết cái phần đấy đó cho em. À, thế thì khi mà họ trả lời tất cả những cái câu hỏi đấy ấy, thì họ tự tổng kết, họ tự đưa ra cái câu trả lời cho chính họ luôn ấy, là gì? À, đúng là không gì bằng Siri, nhìn thấy rõ con đường rồi. Vậy thì bây giờ nhá, bây giờ mình chỉ cần tập trung 3 đến 5 năm thôi thì mình có cuộc sống tự do, đúng không? Thế thì đương nhiên là mình phải nỗ lực, phải chăm chỉ hơn người rồi. Thế làm gì có còn không ấy, nếu mà vẫn công việc truyền thống, chị nhìn xem nếu mà từ giờ đến làm đến cuối đời mà vẫn công việc như thế này thì chị có nhìn thấy cái thu nhập của chị nó có tiếp tục được hơn như thế nữa hay không? Hay là lúc đấy thì con người chị sẽ như thế nào? Sức khỏe về tuổi tác, rồi chi phí trong gia đình là lúc đấy nó ra làm sao? Tức là tự họ đưa ra một cái, tự họ đưa ra sau khi họ giải cái bài toán cuộc đời đấy của họ, họ tự đưa ra cái phần kết là mình sẽ phải làm như thế nào. Và khi mà mình tập trung vào cái điều mình mong muốn ấy, tìm ra được cái động lực đấy nó phải đúng với của mình, với cái gia đình của mình, thì họ tập trung vào họ làm việc thôi ạ. Thì em vẫn hay thường làm như vậy. Và bản thân em cũng thế, thì cũng gần như là không không từ cái ngày làm CV gần như là thì như trước không bao giờ em tụt xuống hồ C đâu. Mặc dù là ngay cả xuất phát điểm ban đầu em cũng không bằng mọi người đâu. Thế nhưng mà luôn luôn vì em có một cái niềm tin,
em nhìn ra cái tầm nhìn với công việc này và em tập trung, chỉ có tập trung vào điều mình mong muốn và tập trung là thế thôi, thì là tự khắc là đi đến đích, chứ còn em cũng chưa quan tâm đến là cái việc mà tiếp theo nó như thế nào đâu. Hay là cứ tập trung làm thì và tập trung học thì mọi thứ nó sẽ tự đến. Yes. Vâng, cảm ơn Thủ Lĩnh ạ. Vâng. Đấy, thì học được bài học chưa Dương? Và những anh chị em đang có tư vấn viên rồi, cả nhà học được bài học chưa? À. Tại sao tư vấn viên chưa hành động hoặc hành động chưa đúng đủ đều? Tại sao chưa vào học? Đúng nào? À, lý do là chưa tìm được động lực. Lý do thứ nhất là chưa rõ động lực. Lý do thứ hai vì chưa tìm được động lực thế cho nên là chưa rõ ràng về sự lựa chọn. Một là chưa rõ về động lực. Hai là chưa rõ ràng về sự lựa chọn. Khi tìm được động lực rồi ấy, thì sẽ rõ ràng về sự lựa chọn. Có nghĩa là gì? Họ đang làm một công việc gì đó thì sẽ thấy được rằng là à, có làm cả đời cũng không đạt được. Hoặc là đạt được thì một vài khía cạnh thôi, chứ không đạt được cái sự tròn đầy của bánh xe. Đúng không nào? À. Đấy. Và khi đó thì người ta mới nhận thức được rằng đây mới là con đường đúng đắn. Kinh doanh CV nó mới là phương tiện đúng đắn. Kinh doanh theo mạng, kinh doanh CV cùng với lại tức là kinh doanh LM cùng với CV là sự lựa chọn phù hợp nhất và tốt nhất, thì lúc đấy mới bắt đầu có sự chuyên tâm. Lúc đấy mới bắt đầu có sự chuyên tâm, dồn tâm, trụ tâm và nhất tâm vào một thứ thì nó mới ra được kết quả. Đấy. Thế cho nên là muốn thay đổi hoa trái thì phải tập trung vào gốc rễ là như vậy. À, thế thì khi mà nhận thức được rồi thì bắt đầu quá trình rèn luyện thôi. Rèn luyện thì có cái gì đâu, đọc tuyên bố này, hàng ngày làm việc theo đội nhóm này, rồi cứ thế mà nó tiến lên. Mọi thứ đơn giản mà, rất là dễ. À, đây cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai là làm nào để bán, đúng không? Bán combo. Cứ Cường chẳng hạn là Cường có lẽ là chưa bao giờ bán lẻ một cái sản phẩm nào. Từ ngày Cường làm kinh doanh theo mạng cho đến bây giờ, 11 năm rưỡi nay chưa bao giờ bán lẻ một cái sản phẩm nào. Cường bán là toàn bán combo, chương trình tổng đại tu cơ thể, tổng đại tu sắc đẹp. Chứ mình không, mình đã chia sẻ, nếu mà tức là chia sẻ cho anh em cái cách để bước một chân qua cửa là dành cho tất cả mọi người đều làm được. Nhưng cá nhân Cường làm ấy là ông uống cả chương trình, không uống thôi, dẹp cho nó nhanh. Mỗi một người sẽ có sức mạnh khác nhau, đúng không? À, thế thì bằng cách nào để giúp cho người ta bán hiệu quả, thì đầu tiên là những người bình thường thì dùng bước một chân qua cửa, sau đó bước một chân rồi thì bắt đầu mình bán chương trình combo thanh lọc năng lượng cân bằng ấy. Hỏi là xem năm nay anh 40 tuổi, cô 50 tuổi, 60 tuổi đã bao giờ tổng đại tu cơ thể chưa? Cô nghĩ upsell ấy, cái chiến lược bán thêm ấy. Một cái xe, anh chị thấy một cái xe mà chạy 20 năm ấy mà không tổng đại tu ấy thì chuyện gì xảy ra? Thế bây giờ cái máy in tiền này, cái cơ thể này 40 năm, chạy 40 năm rồi, đúng không nào? 40 năm rồi mà chưa tổng đại tu bao giờ ấy, thì chuyện gì xảy ra? Đấy. Đấy là lý do tại sao mà anh thấy không? Mỗi một ngày trung bình có trên 800 người Việt Nam chết vì ung thư và đột quỵ là vì người ta không biết tổng đại tu cơ thể. Đấy, và các nhà khoa học Nga phải nói là mình vô cùng may mắn từ ngày biết cái chương trình tổng đại tu cơ thể đấy. Đấy, và bây giờ thay đổi sức khỏe như nào, kể cái câu chuyện của mình ra, đúng không? Đấy, và họ có một cái chương trình khoa học bản quyền là thanh lọc năng lượng cân bằng, hay còn gọi là chương trình tổng đại tu cơ thể. Mình đổi tên cái chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng, đổi nó tên thành chương trình tổng đại tu cơ thể. Tổng đại tu cơ thể sử dụng một cái chương trình vừa thanh lọc vừa năng lượng vừa cân bằng cùng một lúc trong vòng 6 tháng đến 1 năm rưỡi, đúng không? Đấy, là ngon. Là về cơ bản là bệnh tật được đẩy lùi. Thay với một cơ thể con người bình thường ấy, người ta tính là trung bình 3 năm ấy, thì toàn bộ tế bào là hoàn toàn tế bào mới hết sau 3 năm. Sau 3 năm ấy, là một cơ thể hoàn toàn mới, là thay bằng tế bào hoàn toàn mới. Thế thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm này đúng đủ đều, sau 3 năm nó hấp thụ, nó đi vào máu, máu bắt đầu nó đi nuôi cơ thể, đúng không? Từng tế bào sạch, từng tế bào trẻ, từng tế bào khỏe. Đấy, thế là nó ngon, đúng không nào? Đấy, rồi sau đó mình kể cái chúng ta chốt cảm xúc.
sau khi tổng đại tu cơ thể đấy, sau 3 tháng, sau 6 tháng nhé. Bây giờ trước kia đấy, sức khỏe mình thế nào, chất lượng cuộc sống, hạnh phúc gia đình ra làm sao, cặp đôi đôi lứa như thế nào, kể ra trời ơi rất đơn giản. Bán hàng là tạo cảm xúc, kể những cái câu chuyện mà người ta mong muốn được như thế, thế là ngon. Bạn là Lê Thủy nhá. Ok, nếu mà ai mà có khả năng ấy mà bán được chương giúp giúp người ta theo chương trình luôn ấy thì mình làm luôn. Còn ai chưa có khả năng thì mình một chân qua cửa. Tức là người ta có thể bắt đầu bằng một hai sản phẩm nào đó, sau đó upsell. Sau đó bán thêm, bán chương trình tổng đại tu cơ thể. Người ta đã dùng một thứ rồi, giống như đấy ngày trước chúng ta chia sẻ với nhau rồi, cầm được tay rồi thì cầm cái gì chả được. Có phải không? Thế thì giống thôi, ví dụ mình đã cầm một tay rồi tội gì cầm, đã cầm tay trái rồi tội gì cầm thêm tay phải, cầm tay trái rồi thì ôm luôn thì cho nó nhanh, ví dụ thế. Tức là bán cả chương trình tổng đại tu luôn cho nó nhanh, hiểu chưa cả nhà? Rồi thank you, thế thì hiệu quả nó sẽ cao đấy. Không những vậy mà giúp cho cả nhà người ta dùng, đúng không? Đấy. Vợ rồi dùng rồi thì phải cho chồng dùng, vợ chồng dùng rồi cho bố cho mẹ cho con vân vân, mình ra được hiệu quả bán hàng ngay lập tức chứ có gì đâu. Toàn cứ áp dụng, tức là nói nhiều vào cái chương trình tổng đại tu cơ thể này này, và bắt đầu tiềm thức của mình nó tin thì nó mạnh thì mình giúp cho người ta. Đến bây giờ mình giải luôn bài toán, bây giờ anh đi cái xe máy ấy, 10 năm tổng đại tu nó theo anh hết bao nhiêu tiền, anh đi cái ô tô 10 năm bây giờ tổng đại tu xem hết bao nhiêu tiền. Cái ô tô mà tổng đại tu rẻ thì cũng phải 30 đến 50 triệu, đúng không? Thế bây giờ anh là cái người mà làm ra cái ô tô đó, chị là cái người làm ra cái ô tô đó, là cái máy in tiền. Mà nếu mà tổng đại tu một tháng mà 2 triệu rưỡi, giàu thì 5 triệu, đúng không? 10 tháng 50 triệu bằng cái tiền đồng tổng đại tu cái ô tô đấy. Thế thì theo anh ấy, nó có xứng đáng để tổng đại tu không? Hay là sau này còn cái ô tô nó đau chân đau lưng ngồi không lái được thì anh thấy thế nào? Phải không? À. Thì mình giải bài toán ra để người ta nhìn thấy cái hình ảnh so sánh. Nó rất đơn giản như thế thôi. Đấy anh thấy không? Sơn xe đi xe máy ô tô cũng thế, xước sơn cái thì của đâu con sót. Cái người mà nó cứ già nua ốm yếu đi nó xước mà chả thấy sót gì cả. Cái tổng đại tu nó chứ. Ok, thank you câu hỏi đầu tiên. Bao nhiêu trong số anh chị em học thêm được những cái bài học từ câu hỏi của Dương Lệ Thủy Dương ngón tay cái? Cảm ơn cả nhà. Nhá, chốt lại hai thứ. Một là có tư vấn viên, mình phải tìm ra động lực. Thế còn các bạn nào đang ngồi đây ngày hôm nay mà chưa biết động lực của mình là gì, tìm khẩn trương. Động lực đầu tiên là tiền. Tức là ở cái vòng ngoài đã. Số đông con người là bây giờ tiền thì nó mình liên quan này. Xe cũng liên quan đến tiền, nhà cũng liên quan đến tiền, cho con đi học cũng liên quan đến tiền, đúng không? À. Mấy thứ đơn giản đấy đã. Rồi bao nhiêu tiền một tháng? Hãy tìm những cái thứ đấy, những cái tư vấn viên ban đầu đầu tiên là như thế. Thế còn những cái người mà nhà không có gì ngoài tiền ấy, thì lúc đấy động lực khác. Lúc đấy là động lực cống hiến, động lực giúp đỡ, đúng không? Thế còn ai đấy mà còn đang vất vả cơm áo gạo tiền ấy, thì tập trung vào những cái thứ cơ bản đấy. Ở ngôi nhà như thế nào, đi cái xe gì, bao nhiêu tiền một tháng, cho con học trường gì, thích đi du lịch ở đâu, à, những cái thứ nhu cầu rất cơ bản của con người đã, trước khi tiến đến những thứ xa xỉ hơn. Ở nhà nào mà nhà không có gì ngoài điều kiện ấy, thì chúng ta bán cái thứ khác. Ok. Rồi xin mời câu đội, bây giờ đến đội Vũ Hạnh đi. Mời đội Vũ Hạnh. Ôi đội Vũ Hạnh quân đông như quân Nguyên mà không ai hỏi gì. Không ai hỏi gì, có khi đội Vũ Hạnh vài tháng nữa là tạm biệt mái trường coaching này được rồi. Vũ Hạnh giải quyết được hết rồi. Tốt. Xin mời đội Đỗ Anh. Không, anh chưa gì sợ. Phải nói không.
Rồi đâu anh Lê Khánh đâu rồi? Lê Bá Khánh Trình. Đội Phạm Phương Anh. Đội Phạm Phương Anh rồi đúng không? Đội đội Dung dẫn đầu. Lĩnh ơi, em đây. Bình tĩnh. Đội dẫn đầu đã. Nãy đội Phương Anh rồi. Ok. Em chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, Trần Thị Kim Dung ạ. Okay. Xin kính chào toàn thể các anh chị em có mặt trong buổi Zoom trưa ngày hôm nay. Đội em tháng này thì rất là vui mừng. Từ đầu tháng thì anh chị em đã làm mục tiêu và có những đồng đội quyết chiến cho mục tiêu. Đặc biệt là có đội chị Đinh Huyền đang chiến K6, có đồng đội chiến K5. Và đội thường xuyên từ đầu tháng ra là nở hoa về về các đồng đội mới. Đó là những cái tín hiệu rất là đáng mừng. Và đặc biệt đấy là nghe theo lời của thủ lĩnh quốc tế là bây giờ cứ phải là xôi thịt đầu tiên, là cứ phải là tiền đâu là đầu tiên. Là anh chị em mới vào ấy, là em cũng bàn với các đầu nhánh làm việc nghiêm túc là làm sao mà giúp cho đồng đội của mình, và đã vào đây rồi thì dĩ nhiên là mình có sức khỏe này, do mình uống sản phẩm này, cái thứ hai là có thu nhập. Thì và em cũng nói với đồng đội của mình rằng là đã vào đây làm rồi mất thời gian ấy, dĩ nhiên uống sản phẩm là khỏe khỏe trẻ đẹp, cái đấy nó không miễn bàn rồi, nhưng mà làm thế nào tối thiểu là mình phải được uống sản phẩm miễn phí, đúng không ạ? Tại vì là mọi người trong đội em thì hầu như là phải cơm áo gạo tiền rất là nhiều, chứ chưa có cái người mà nhà không có gì ngoài tiền, chưa chưa xuất hiện cái người như thế ở trong đội. Thế là bàn chiến thuật là làm thế nào để mà mọi người được uống sản phẩm miễn phí, thì chúng ta tận dụng cái quỹ 25%. Đấy, thì chúng em cũng lập ra một cái nhóm để giúp anh chị em bán hàng. Đó. Ai trên đời này cũng phải bán đúng không ạ? Mà đặc biệt là cái sản phẩm của Siri này thì nhà ai cũng dùng luôn. Nếu mà đúng kể ra mà hỏi chuyện ý, cứ hỏi là giờ anh có đánh răng không? Người ta bảo là trời ơi, hỏi gì kỳ vậy? Ai sẽ đánh răng? Đấy, nhà anh có gội đầu không? Ai cũng gội đầu. Thế đơn thuần như vậy thôi. Đơn thuần là những các cái thứ nó rất là đơn giản như vậy thôi. Thì nếu mà mình không bán cho những người xung quanh của mình thì họ cũng mua ở chỗ khác thôi. Đấy, đơn thuần là như vậy. Thì bọn em lập ra một cái nhóm chuyên để bán hàng và giúp đội nhóm bán hàng. Thì mọi người cũng có những cái người mà người ta không có sử dụng sản phẩm, à không có sử dụng điện thoại thành thạo ấy, thì người ta cứ thắc mắc là chị chả biết rằng là lấy bài ở đâu mà bán. Thì mình em cứ bảo mọi khi ngày trước ấy, em là rất là dập khuôn. Em bảo trời ơi, trang web thì nó khác nào là một cái thiên đường đâu, cứ tận dụng trang web thôi. Thế nhưng mà mọi người không biết lấy hình ảnh này, không biết lấy lời nói câu từ như thế nào cả. Thế là em lập luôn một cái nhóm đấy. Thôi em full time rồi, em làm cái động tác là em copy luôn bài đăng như thế nào, hình ảnh câu từ ra làm sao em copy luôn vào một cái nhóm đấy. Thế là cho mọi người chỉ việc copy đấy, bài rất là đẹp, hình rất là đẹp rồi, chi tiết rồi, mã số rồi, là có cả giá rồi. Thế rồi có cả giới thiệu về sản phẩm rồi để cho mọi người bán. Đó là cái cách làm của em để tối thiểu mọi người phải được sử dụng sản phẩm miễn phí, tận dụng cái quỹ 25%. Ngoài ra thì là lập mục tiêu trong đội để mọi người có cái động lực để làm việc. Có những anh chị em, như trong nhóm em có anh chị em mới rằng là bán hàng rất là tốt này, thì được cái quỹ 25% để mua hàng, mọi người rất là sướng. Để được trừ các lần mua hàng kế tiếp ấy, mọi người rất là thích. Hôm nay mua 200 điểm, 100 điểm 2,6 triệu mà bây giờ thanh toán có hơn trả 800.000, trời ơi sướng quá, rẻ thế. Và đúng rồi, đấy là cái động lực mà phải bán hàng đấy. Bán hàng cá nhân đi, nếu mà ai người ta không đồng hành với mình để người ta làm việc thì bán cho người ta. Đằng nào người ta cũng mua bên ngoài nếu mà người ta không mua của mình. Thế sau đó thì hôm qua là bắt đầu các đội nhóm tinh tinh tiền. Được một ít thôi, 5-700, 1 triệu thôi, nhưng mà mọi người rất là mừng, rất là sướng. Đó. Thế là em ấy làm cái động tác hỏi là bây giờ thì muốn gấp cái số tiền là bao nhiêu lần. Gấp bao nhiêu lần thì làm việc đi, làm việc gấp gần đấy lần cái năng suất lên. Thế là được mục tiêu như vậy. Thế là biết rằng là mẹ bây giờ ngủ được. À đấy, mẹ nào đấy đang quát con ngủ. Không biết là nhóm em có cách. Xin mời anh chị em khác. Cảm ơn Dung dẫn đầu, chúc mừng. Nghe thấy khẩu khí nó rất khác rồi, năng lượng của đội được. Thank you. Xin mời đội Hồng Anh, đoàn Hồng Anh.
Tân ông Hành, Hồng Hà, Nông Tú. Hồng Anh đang ngồi trong viện thì bố đang bị vào cấp cứu. Ở đây có Hoàng Hà, có Nông Ngọc Tú. Có ai nữa thì cũng chưa nhớ. Xin mời. Dạ, em chào thủ lĩnh ạ. Em bên đội nhóm của chị Hạnh. Thủ lĩnh cho em hỏi, khi mà mình đi chia sẻ với thành viên kinh doanh á, em gặp một cái vấn đề là thường xuyên bị khách hàng từ chối. Theo thủ lĩnh thì em phải làm thế nào để thuyết phục được được bạn của mình ạ? Thường xuyên bị khách hàng từ chối, ở đây có ai thường xuyên bị khách hàng từ chối không? Giơ ngón tay cái. Ai cũng bị. Sáu bước làm việc ý kiến phản đối. Cẩm Tú thẳng. Cẩm Tú Thảo, 6 bước làm việc ý kiến phản đối chưa? Có phải cầm tên là Cẩm Tú không? Dạ đúng ạ. 6 bước làm việc ý kiến phản đối. Tú nắm được chưa? Dạ em có nắm được nhưng mà em chưa xử lý được ạ. Thì làm nhiều. Bây giờ muốn có kỹ năng thì làm gì? Làm kỹ, năng làm đúng không? Làm kỹ, dạ. Làm nhiều, năng làm thì nó có kỹ năng. Bản chất của ý kiến phản đối là gì? Bản chất người ta phản đối mình là gì? Để giúp cho mình cái điều gì? Để giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Rồi, tức là tăng nghị lực này. Giúp gì nữa nào? Tăng gì nữa? Mỗi một lần phản đối là mình học được một bài học thì nó giúp mình tăng cái gì? Ví dụ nhá, có người người ta bảo không có tiền, thế là mình không biết xử lý thế nào cả. Lần sau vẫn gặp một người mà không có tiền, cũng chẳng biết xử lý thế nào cả. Lần sau nữa lại gặp một người không có tiền, lại không biết xử lý thế nào. Có nghĩa là mình chưa tốt nghiệp được bài học trả lời câu hỏi không có tiền đúng không? Đúng hiểu không? Vậy là mình được một cái kinh nghiệm ạ. À. Mình học được một cái kinh nghiệm. Mình học được kinh nghiệm có nghĩa là tăng gì? Tăng trí tuệ đúng không? Rồi. Dạ. Yeah. Những người phản đối mà mình vẫn ngồi rất là tĩnh tại, mình lắng nghe họ một cách chân thành ấy, thì mình tăng gì? Tăng kiên nhẫn ạ. À, tăng vừa tăng nghị lực vừa tăng tình yêu thương đúng không? Dạ. Yeah. Đấy, thế cho nên bản chất của cái việc mà gặp phản đối là để giúp cho mình học bài học, cho mình tăng ý chí nghị lực, tăng yêu thương và tăng. Em cứ làm nhiều thôi. Làm nhiều nhưng phải tăng được. Làm nhiều mà không biết được bài học thì chẳng giải quyết được cái gì. Được chưa? Xong mỗi một lần làm, dạ, coi lại xem mình làm bước 1, 2, 3, 4, 5. Trong các cái bước làm việc ý kiến phản đối, cái gì tốt, cái gì chưa tốt, cái gì cần phải làm tốt hơn. Yếu dạ, tốt em cảm ơn thủ lĩnh. Yếu tố nữa là làm việc cùng với người hướng dẫn. Em có làm việc cùng người hướng dẫn không? Dạ có ạ. À. Làm việc xong hai người có trao đổi với nhau để học bài học không? Dạ có. À, thế có học được nhiều bài học chưa? Em có học cũng chưa được nhiều ạ. À, tại vì em mới tham gia chưa được một tháng ạ. À. Bây giờ em lấy ví dụ một người phản đối là xem là học được bài học gì. Ví dụ cụ thể. Ai phản đối? Em đi chia sẻ cũng rất là nhiều. Bạn bè cũng nhiều cái trường hợp thì cũng có rất là nhiều bạn bè kêu là ôi cái hàng đó là hàng đa cấp, tao không sử dụng đâu, tao không làm mày đâu. Cụ thể là cụ không thể nói rõ một trường hợp người đấy là ai. Là như thế nào ạ? Kể một trường hợp cụ thể, em có hiểu giữa cụ thể và chung chung nó khác nhau cái gì không? Tức là ví dụ như tên bạn ấy là ai, đúng không? Em đã chia sẻ với bạn ấy như thế nào, bạn ấy phản đối như thế nào, rất nhiều người đấy gọi là chung chung. À, bây giờ gọi là cụ thể, kể cụ thể nào. Em có chia sẻ với một bạn tên là Huy, bạn ấy là 25 tuổi, bạn cũng là học xong cái đại học xong rồi kiểu như là không có học nữa, ở nhà thôi. Em mới chia sẻ cái vấn đề kinh doanh. Thì mình chia sẻ thì
bạn ấy chưa chưa nghe chưa nghe được hết cái câu chuyện của mình nữa, thì bạn ấy đã ngắt cái lời của mình. Em chia sẻ một một à? Kêu là cái hàng dạ. Em chia sẻ một một. Một tức là một mình chia sẻ cho bạn ấy. Dạ đúng ạ. Tiếp đi nào. Tại vì hôm đó là em gặp trực tiếp, em chia sẻ. Tiếp đi, tôi kể tiếp đi, một một thế xong sau chia sẻ thì chưa? Bạn ấy em chia sẻ với cơ hội kinh doanh thì em nói chưa hết câu chuyện thì bạn ấy nói là cái hàng đó là hàng đa cấp. Rồi sao? Hàng đa cấp. À, rồi các bạn ấy nói là cái hàng đó là hàng lừa đảo, tao không có làm đâu. Ừ. Thế rồi thì em nói sao? Em có hỏi lại là anh có biết cái hàng đa cấp là hàng gì không? Ừ, tốt. Rồi, bạn ấy nói sao? Bạn ấy không trả lời được ạ. Không trả lời được, thế xong thôi, xong bỏ luôn. Dạ không, bạn ấy nói là cái cũng có trả lời chung chung, cái kiểu giống như là cái hàng đa cấp là giống như cái những cái hồi trước đây á, cũng có nhiều cái công ty mà đưa ra một cái sản phẩm gì là để cho mình ôm hàng rất là nhiều và mình bị lừa đó, thì bạn ấy nói chung như thế. Thì em cũng có nói là cái công việc này không phải như thế, thì bạn ấy nói thì thôi thôi anh cũng không có tìm hiểu đâu, thôi đừng chia sẻ làm gì. Thì em cũng dừng lại ngay tại đó ạ. Ok, tốt. Cái câu này là câu dễ nhất của đấy. Rồi, cảm ơn Tú. Bây giờ sẽ giúp đỡ Cẩm Tú nhá. Xin mời Phạm Phương Anh giúp đỡ bạn ấy. Xin mời. Em đây ạ. Giúp đỡ bạn Cẩm Tú ạ. Bạn Cẩm Tú vừa rồi có cái xử lý ý kiến từ chối với cả cái câu là đa cấp đúng không? Đúng rồi. Nếu mà là trong tình huống của em mà gặp khách hàng mà hỏi về đa cấp thì em cũng sẽ lắng nghe bạn ấy nói về đa cấp, vì thấy cái câu chuyện của bạn Cẩm Tú vừa chia sẻ thì bạn kia thì cũng chưa nói rõ là đa cấp là như thế nào, chỉ hỏi là có phải đa cấp không đúng không? Thì em cũng sẽ hỏi là không biết là bạn đã hiểu về đa cấp hay là bạn đã tìm hiểu về đã tham gia một công ty đa cấp hoặc là hiểu về đa cấp như thế nào. Em sẽ đặt lại câu hỏi để cho bạn ý trả lời thôi ạ. Còn khi bạn trả lời xong rồi thì em sẽ nói câu chuyện của em là trước đây em làm ngân hàng ấy, thì rất sợ đa cấp lắm, vì chưa làm đa cấp bao giờ, nghe đa cấp là sợ. Trước nay nhiều người cũng gieo vào mình là đa cấp là lừa đảo, mình cũng chưa bao giờ làm đa cấp cả, nhưng bản thân thì cũng thấy đa cấp là rất là sợ. Đấy, nhưng mà mình cũng phải công bằng mà nói rằng ấy, là mình sợ là bởi vì mình nghe thôi, mình chưa bao giờ làm mà chưa bao giờ tìm hiểu. Thế đến lúc mà mình chuyên nghiệp mà mình phải tìm hiểu là xem nó là cái gì, xem có đúng là có sợ như người ta nói không ấy, thì mình mới tìm hiểu nghiêm túc về cái ngành này. Và được hiểu là nó chỉ là một cái ngành kinh doanh được pháp luật Việt Nam công nhận, và thậm chí là thế giới và Việt Nam công nhận về nó. Có rất nhiều các cái sách báo, bài viết của những người nổi tiếng viết về nó, ngành nghề này được thừa nhận với pháp luật. Thế nên là chẳng có gì là đáng sợ cả, theo cái lời đồn của mọi người. Đấy, thì lúc đấy thì là em cũng sẽ đồng cảm đầu tiên ấy, là mình cũng sợ cái ngành này, trước đây mình cũng chưa bao giờ kinh doanh, nhưng mà vì mình nghe người ta đồn như thế thôi. Còn thực tế là như thế nào thì sẽ phân tích lại cho bạn ấy, bạn hiểu về cái ngành nghề nó có đáng sợ như mình nghĩ hay không. Đó, bây giờ em sẽ thử xử lý từ chối như thế thôi ạ. Rồi, cảm ơn Phương Anh. Thank you. Đấy, Cẩm Tú biết cách chưa? Hỏi bạn ấy, thế anh đã từng làm công ty nào rồi? Anh đã từng kinh doanh đa cấp rồi à? Để cho họ trả lời. Phải không nào? Thế anh đã bao giờ bị lừa chưa? Đã bị mất mát điều gì chưa? Anh đã chứng kiến những cái người cụ thể nào bị lừa rồi, kể, anh thử kể cho em nghe. Rồi... em cũng rất là chân thành muốn lắng nghe anh chia sẻ cái sự hiểu biết của anh về kinh doanh đa cấp nó như thế nào. Đúng không? Ra mình làm cái bước thứ hai đấy, cái bước là đặt câu hỏi. Một cách chân thành mình đặt câu hỏi cho người ta để người ta kể, để mình hiểu được, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Mình phải biết được lý do tại sao mà đa cấp anh không làm đâu, đúng không? Tức là mình phải biết ở bên trong là lý do cái rào cản thực sự nó đến từ đâu. Có thể là vợ đã bị lừa, có thể là nghe đâu đó, có thể là đã từng làm, đã có những trải nghiệm. Thế mình đồng cảm. Tức là đầu tiên mình phải lắng nghe đã. Lắng nghe sau đó thì mình mới đến bước thứ ba là bước đồng cảm. À, ngày xưa em cũng thế. Nói đến đa cấp em cũng rất là sợ. Vân vân. Ngày xưa em cũng giống như anh. Thậm chí em còn sợ hơn anh rất nhiều. Được chưa? Đồng cảm. Thế xong sau đấy.
Và thực sự em vô cùng may mắn và hạnh phúc khi được một người ABC chia sẻ cho Sibri. Em sử dụng sản phẩm, em cảm nhận như thế nào? Em vào môi trường em học tập, em thấy ra làm sao? Em phát hiện ra điều gì? Truyền cảm hứng, truyền đam mê cho người ta. Và em phát hiện ra có rất nhiều người cũng có nỗi sợ giống như anh em mình. Và ngày hôm nay họ đã có ô tô, họ đã có một cái cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Đó. Đấy là bước thứ tư trong 6 bước làm việc ý kiến phản đối. Đấy, và tất cả các bạn, và đặc biệt các bạn mới, chúng ta phải nhớ cái trục nhận thức. Tại sao người ta phản đối, người ta chưa nghe? Bởi vì đầu tiên là người ta nghe đến một cái gì đó, sau nghe rồi đến biết, đúng không? Thế thì phần lớn con người, người ta mới dừng được ở cái giai đoạn sơ khai nhất, cái vỏ bên ngoài. Nghe, có thể nghe người nào đó, nghe báo chí, có thể biết, nhưng mà sao? Nguy hiểm nhất trong cuộc đời của con người là biết những điều không nên biết, biết sai những điều đã biết. Nếu mà biết cái gì đó ấy, mà cuộc sống tốt hơn thì nên biết. Nhưng biết cái điều gì đó mà nó làm cho cuộc sống càng ngày càng đi xuống ấy, thì thà không biết còn hơn. Sau khi biết, tìm hiểu cộng trải nghiệm thì người ta mới đến được giai đoạn hiểu, đúng không? Tìm hiểu cộng trải nghiệm, và sau biết thì hiểu được do tìm hiểu cộng trải nghiệm. Sau khi hiểu rồi thì tin, sau khi tin rồi thì yêu, sau khi yêu rồi thì đam mê. Đấy. Và cái kết quả của đam mê đấy là ATM, lúc đấy mới có tiền. Thế thì cái người mà bạn Tú chia sẻ, người ta mới đang dừng ở giai đoạn này thôi này. Người ta mới nghe biết về đa cấp. Nhưng mà làm sao mà hiểu được? Cường đảm bảo mà người ta hiểu ấy, mà người ta có ước mơ ấy, người ta bỏ hết cái công việc gì người ta đang làm. Có đúng không nào? Nó thông minh như thế. Vào đây được học miễn phí, được phát triển bản thân, được chia sẻ với nhau đủ thứ trên cuộc đời này, cách dạy con, cách nuôi dạy chồng, sống hạnh phúc. Đúng không? Đấy, cái cách làm sao để phát triển tư duy, cái cách làm sao để thừa kế lại cho con một cái cuộc sống khôn ngoan và khỏe mạnh, cái cách làm sao để thay đổi môi trường tam bảo, cái cách làm sao để xây dựng tủ sách tinh hoa. Đủ thứ trên cái cuộc đời, cái cách làm sao để sống vui vẻ, an lạc, hạnh phúc từng giây từng phút tự tại, đúng không? Nếu người ta hiểu rồi ấy, thì có đuổi người ta trở đi. Hiểu và tin và yêu rồi đam mê, có đuổi người ta trở đi. Nhưng mà phải đến cái cấp độ này. Bao giờ đến cấp độ đam mê này thì mới đuổi không đi được. Chứ còn tin rồi, niềm tin vẫn mong manh như lá cỏ. Yêu rồi vẫn có thể bỏ, nhưng đam mê thì không. Thế cho nên là các bạn nào mà đang ở đây ấy, rút ngắn cái hành trình này, nó đi thật nhanh lên. Bạn nào mới chưa đạt đến cấp độ thượng thừa, gọi là cấp độ đam mê ấy, thì rút ngắn cái hành trình này cho nó nhanh vào, để đạt đến cấp độ thượng thừa, đúng không? Cấp độ đam mê thì lúc đấy phát triển như vũ bão. Nếu mà làm việc mà cảm xúc vẫn lúc lên lúc xuống ấy, có nghĩa là vẫn ở cái giai đoạn giữa này. Lúc nào mà cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn cái nào, ông với bà vẫn hôn được nhau ấy, thì lúc đấy là làm việc ở cấp độ đam mê. Yes. Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn Cẩm Tú nhá. Làm việc thành thục, 6 bước làm việc với ý kiến phản đối. Còn phản đối là một cơ hội vô cùng quý báu để giúp cho chúng ta tăng thân tâm tuệ. Hay nói một cách đơn giản là phản đối là cơ hội tốt nhất trong cuộc đời này để phát triển cá nhân. Thế cho nên những người làm kinh doanh, tại sao sau 3 năm, sau 5 năm người ta rất mạnh? Bởi vì người ta gặp phản đối quá nhiều. Chỉ đơn giản thế thôi. Cho nên mạnh. Thế còn người làm công ăn lương thì có ai phản đối đâu. Thế cho nên nó cứ thế thôi. Đúng hay rất đúng rồi nha. Đúng thì giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà.
Cho nên các bạn cứ vào cái trường này luyện 3 đến 5 năm cần đảm bảo. Làm nghiêm túc nhá, làm cháy bỏng. Thành công ở đây thì là đương nhiên, nhưng mà giả sử mà chưa thành công như mong muốn, các bạn làm bất cứ công việc gì đều thành công đỉnh cao hết. Bởi vì mình phát triển cá nhân hơn người. Thế cho nên ấy, là dù làm công việc gì trên cuộc đời này chẳng liên quan đến con người, đúng không? Trừ khi mình vận hành mỗi một cái máy không thì nó lãng phí. Vận hành cái máy gì thì nó quá dễ, ai chả làm được, chỉ cần đọc cái catalog xong thế là vận hành chứ có cái gì đâu. Rồi, xin mời Hoàng Hà. Hoàng Hà có cái ảnh cung điện mùa đông, hay quá. Tháng 3 chúng ta cùng nhau đến Saint Petersburg. Xin mời. Vâng, em định vị là tháng 3 đi Nga. Yes. Được sức quá, chắc chắn sẽ đi. Em muốn hỏi anh câu hỏi về là tìm tầng 1 cho mình đi ạ. Ông Hà nói đi, sorry. Lúc đây thì em vẫn tìm và chia sẻ các bạn dưỡng lạnh nhé. Em giao vào các group, ví dụ như là phát triển bản thân thì em tìm người phù hợp để chia sẻ. Nhưng gần đây em thấy có một số cách làm của một số bạn là tạo ví dụ như là tạo quẹo để hút ấy. Các group đọc sách hay là thực hành nó biết ơn thì em vẫn rất băn khoăn về cái việc đấy. Thực ra thì mình cũng làm có thể được, và em cũng rất là thích cái việc mà tạo kiểu đọc sách và nó phù hợp với cái của S9 bây giờ là đang xây dựng là tiệm sách tinh hoa. Ví dụ như là nếu mà chỉ hút các cái bạn trẻ và những người phát triển bản thân mà bằng cách tạo kiểu như vậy, nhưng em lại băn khoăn ở cái chỗ là cái cách làm của mình. Thì như anh vẫn nói là làm đơn giản và dễ sao chép. Ừ. Cách tạo phễu hoặc là cách mình tạo một trang web để nó đưa các hình ảnh và mọi người đọc thì sẽ liên lạc với mình, cái đấy có phải là cách làm đúng hay là nên làm hay không? Tại vì thời gian mình hỏi cho nhanh ạ, đưa học và rút kinh nghiệm, em thấy nó mất nhiều thời gian quá. Ok, cảm ơn Hoàng Hà. Không có đúng và cũng không có sai, đúng không? Quan trọng là kết quả có đúng không. Đấy, thì bây giờ xem là đã có ai làm cách đấy mà có kết quả chưa. Còn Cường thì Cường chưa làm. Mình thì mình chưa làm. Đấy. Đúng không? Hoàn toàn mình cũng có thể tạo ra một cái đội nhóm, bởi vì cùng chung nhau một cái sở thích gì đó tốt. Em có thể tạo ra được một cái đội nhóm cùng nhau đọc sách, không gây ảnh hưởng cũng được. Thì đương nhiên nó cần thời gian nhiều hơn và nó mất thời gian nhiều hơn. Đấy. Bởi vì mình phải kiên trì với lại cái việc mà mình tạo ra và mình phải gây ảnh hưởng được. Tức là trong cái đội đấy mình phải là cái người nhiệt huyết, mình là cái người máu lửa, mình là cái người mà thường xuyên chia sẻ những bài học để gây ảnh hưởng với người ta. Chứ còn nếu mà mình vào một cái đội nào đó ấy, tức là trong cái 4 cái chiến lược thu phục lòng người ấy, cái chiến lược thứ 4 là cùng nhau, đúng không? Cùng ăn, cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ, cùng giao lưu. Thì khi cùng nhau đấy là mình phải ảnh hưởng được người ta. Ảnh hưởng bằng cách gì? Bằng cách cho đi vô điều kiện. Tức là mình cho đi kiến thức, cho đi sự nhiệt huyết, cho đi sự đam mê của mình để mình ảnh hưởng. Ảnh hưởng thì mới dẫn dắt được mà. Muốn chiêu mộ được, muốn tìm được ai đó cùng kinh doanh với mình, người ta phải thích và tin mình. Có nghĩa là phải ảnh hưởng được với người ta. Thì em có thể làm cái đấy, nhưng mà mấu chốt là trong cái cộng đồng, tức là mình bước vào một cái cộng đồng nào đó bằng mọi chiến lược phải gây được ảnh hưởng. Đúng không nào? Em hơi suy nghĩ là vì nếu mà mình tạo xong rồi là đồng đội mình thì cũng cùng vào cái group đấy như mình, nhưng mà ví dụ mọi người cũng làm mà không làm được như vậy thì cũng mất thời gian của đồng đội hay gì đó ấy. Tức là em nghĩ đến cái chuyện của đồng đội nữa. Tức là em nghĩ đến cái sự sao chép gì? Cùng nhau ấy, thì là cái cách làm thì sẽ là cái cách làm cùng của cả đội. Nên là em hơi suy nghĩ là cái chuyện đấy. Em nghĩ là sợ cái sự sao chép hay là như thế nào? Đấy, cái sự sao chép sau này nó sẽ không sao chép được cả đội làm như vậy. Cái việc mà sao chép để tạo ra các cái câu lạc bộ đọc sách thì bây giờ mình cũng có thể sao chép được. Bởi vì mình đang nhân rộng cái câu chuyện đấy thì mình cũng không ngại về cái việc sao chép, nhưng quan trọng nhất là mình làm để tạo hiệu quả ấy, đúng không? Tạo hiệu quả thì mình phải nhớ là trong một cái đội nào đó mình phải gây được ảnh hưởng và hướng dẫn cho đồng đội của mình cũng thế.
Nên nếu mình tạo ra một cái đội, một cái câu lạc bộ đọc sách 20 người mà đội mình 3 người ở trong đấy thì 3 người đấy là phải thể hiện cái sự nhiệt huyết, nhiệt tình, máu lửa và chia sẻ bài học nhiều nhất. Để họ bảo ồ cái mấy cái bạn cùng với Hồng Hà là làm cái gì mà giỏi thế nhỉ? Tại sao mà nhiệt huyết thế nhỉ? Thông minh thế nhỉ? Chia sẻ hay thế nhỉ? Vân vân. Được chưa? Chứ còn mình bước vào một cái nơi nào đó mà không biết, chẳng có tên và cũng chẳng có tuổi thì làm sao gây được ảnh hưởng. Thank you. Thế còn nếu mà mình đã nhiệt huyết ấy, mình đã gây được ảnh hưởng cái đội đấy thì mình gặp ai mình cũng gây ảnh hưởng được. Đúng không? Chẳng cần tạo ra cái đội đấy thì mình gặp ai mình cũng có thể kết nối, mình gây ảnh hưởng được. Bao giờ mà mình có một cái sức mạnh theo kiểu thượng thừa là mà gặp ai đó, bạn có biết là giây phút này là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn không? Bởi vì sao? Bạn có biết là giây phút này là giây phút may mắn nhất trong cuộc đời của bạn không? Bạn bảo không, không biết. Vì sao? Bởi vì bạn gặp tớ. À, ví dụ thế, bao giờ có một cái niềm tin, bao giờ có một cái sức mạnh như thế. À, thế thì có mà chẳng cần cái đội nào, ở đâu mình cũng có thể kết nối và sẽ có người đồng hành hết. Phải không Hoàng Hà? Ừ. Cho nên ý, là cái tập trung câu chuyện của mình là tập trung vào gốc rễ. Tập trung vào gốc rễ để phát triển cá nhân một cách mạnh mẽ lên. Đúng lại là gốc rễ là cái gì thôi, bây giờ nói này cho nó dễ hiểu. Chứ cứ nói gốc rễ hoài. Một là mindset. Tư duy. Kiểm tra lại hệ tư duy tư tưởng của mình xem. 17 cái bí mật này. Ngon chưa? Đấy. Tức là mình vẫn là tư duy của cái này hay là tư duy ở bên trái, kim tự đồ. Cái thứ hai, dạy con làm giàu. Xem kiểm tra lại một lần nữa. Kiểm tra một lần nữa tư duy của tư duy, cảm xúc, tinh thần. Người làm của nhóm C đúng không? Của người làm chủ. Được chưa? À. Rồi nữa là gì? 19 cái cuốn sách về MLM để mình có tư duy về tư duy đam mê về ngành kinh doanh theo mạng. Cảm ơn nào. Tức là khi nào mình kết nối với bất kỳ một con người nào mà mình sẵn sàng chia sẻ cái sự đam mê của mình về cái những gì mình đang làm thì lúc đấy là ngon. Thế còn năng lượng vẫn còn thấp thì phải kiểm tra gốc rễ. 6 bước đi 9 bài học. Thành thạo chưa? Đúng nào. Đấy, mấy cái cơ bản đấy đã. Chưa nói đến những thứ khác. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Hoàng Hà. Xin mời anh chị em. Không biết câu trả lời của anh Cường có giúp được Hoàng Hà không? Rồi, thank you. Xin mời nhà mình nào. Em ạ. Xin mời Phạm. Vâng, em xin chào thủ lĩnh, xin chào tất cả các anh chị trên Zoom ạ. Em có câu hỏi. Thủ lĩnh ơi, em có nghĩa là hôm trước em đi gieo duyên cho một bác ở hàng xóm ạ. Người ta đặt hàng rồi nhưng mà bây giờ người ta lại người ta không muốn lấy, thì bây giờ em muốn xử lý thế nào? Người ta đặt hàng rồi người ta đưa tiền chưa? Nhà ta tạm ứng rồi ạ. Cho người ta đưa tiền cho em chưa? Chưa. Bài học của em là gì? Bây giờ không hỏi xử lý nhưng hỏi bài học trước. Vâng. Bài học của em là gì? Cũng là em tin người. Không tin thì tốt rồi. Tin người là rất tốt. Nhưng bài học là gì? Để làm sao nó làm tốt hơn? Làm sao để giúp người khác bán hàng nó tốt hơn? Bài học là gì này? Còn cái lúc em kể câu chuyện của em thì người ta tin em thì người ta đặt được hàng ấy ạ. Ừ. Thì bây giờ bài học là gì? Bây giờ người ta đặt rồi mà người ta không lấy ấy, thì mình phải học được bài học chứ.
Bài học là gì? Em chưa biết làm nào. Bài học là gì đã, còn chưa biết là làm thế nào. Bài học là gì nào? Lấy tiền trước ạ. À? Đúng rồi, lấy tiền trước. Rồi, còn bài học gì nữa không? Kinh nghiệm. Tiền mà đút túi mình rồi đúng không? Là, vâng. Lấy tiền trước. Đấy. Nếu mà cầm tiền trước người ta bảo thế bây giờ mua rồi. Trả ok, mất 10% theo quy định của công ty. Đúng không? Bài học. Đấy, được. Bài học đầu tiên là bán hàng người ta ra quyết định rồi đưa tiền. Lấy cầm tiền rồi mới mua. Chứ không có chuyện là mua xong mới lấy tiền. Rồi còn bài học gì nữa không? Còn bài học gì nữa không em? Bây giờ mình phải tìm ra rào cản tại sao người ta lại... Tại sao đúng không? Thế em có đã hỏi chưa? Em hỏi rồi thì người ta bảo là... Nghĩ ra người ta đang bận ý. Người ta chưa muốn lấy. À, bận là một cái dạng ngụy biện. Thì em hỏi người ta thế. Thế khi người ta nói thế thì em hỏi em nói gì? Em chưa nói gì. À, thì em hỏi và thế tại sao lại bận, nó liên quan đến cái việc uống sản phẩm thì có liên quan gì đến nhau không? Em hỏi thế xem người ta trả lời thế nào. Em uống sản phẩm, em bận lắm, không ai bận như em cả. Một ngày sáng em chỉ dành 1 phút em uống, tối dành 1 phút thế xong. Một ngày anh có 2 phút để uống sản phẩm không? Đúng không? Bận là một cái dạng ngụy biện để người ta là đưa ra một cái lý do. Thực ra cái rào cản đằng sau nó không phải là bận. Đằng sau nó không phải là bận. Bởi vì lúc người ta ra quyết định và cái lúc người ta từ chối là bận giống nhau. Đấy, thế cho nên là việc của mình là bước số 2 đấy. Là khi gặp phản đối thì mình phải dùng câu hỏi. Câu hỏi để tìm hiểu xem cái lý do thực sự đằng sau nó là cái gì. Được nhá. Vâng ạ. Ok. Rồi, còn cách nào nữa không? Làm nào để trả lời người ta tốt hơn nào? Ở đây có ai có đã từng gặp trường hợp tương tự không? Có thể chia sẻ bài học, chia sẻ kinh nghiệm. Xin mời. Xin mời cả nhà. Có ai có bài học, đã từng có bài học kiểu như vậy và mình có... Xin mời. Em ạ. À, xin mời. Dạ vâng. Em chào thủ lĩnh quốc tế, chào tất cả anh chị em trên Zoom. Em có một cái bài học như này và em cũng xác định là sẽ không bao giờ làm việc kiểu như thế nữa. Bài học đầu tiên em rút ra là, tức là chị cũng đã chốt với cái đơn hàng, em thậm chí em chụp đơn hàng cho chị rồi. Chị đấy thì cũng gần nhà em thôi, không phải hàng xóm. Thế nhưng mà đại ý là chị rất là kết, rất là ok rồi. Nhưng mà lúc đấy thì em thấy chị bận, em chủ động, chị đồng ý rồi và em chủ động em đặt hàng cho chị. Chị bảo em đặt hàng hộ chị đi. Sau đó thì đặt hàng xong hàng rồi thì em chụp đơn để báo là số tiền như thế này. Thế bắt đầu là chị ngãng tha, chị bảo là bây giờ chồng con chị phản đối như thế nọ thế kia. Thế là chị không ok cái việc đó. Thế thì em bảo bây giờ em đặt hàng với chị rồi. Nhưng mà lúc đó thì là em, có thể là em chưa đủ kiên nhẫn ấy. Em chưa đủ kiên nhẫn để làm ra, bởi vì là lúc đó em không thích làm việc với những người như thế. Thành ra là em cũng không đủ kiên nhẫn để làm việc với chị ấy. Nhưng bài học em rút ra là gì? Là mình phải thu tiền chắc chắn cái đã, thế xong rồi mình mới ra đặt hàng hộ họ, hoặc là để họ tự đặt hàng. Đấy, cái thứ hai nữa là hôm nay qua cái trường hợp của bạn Thảo đấy, thì em cũng rút ra bài học là mình cần phải kiên trì kiên nhẫn hơn để lắng nghe người ta, để tìm hiểu được cái nguyên nhân thực sự bên trong của họ là cái gì. Em thì nghĩ là mình có thể làm được cái việc đấy, nhưng mà bản thân em không thích chị nữa. Em không thích và em không có làm việc, bởi vì thực ra em hay làm việc theo cái kiểu lựa chọn người hơn là cái việc mình cố ấy. Hơn là việc là mình cố thuyết phục một ai đó. Em okay. Cảm ơn thủ lĩnh. Cảm ơn mọi người đã nghe. Nó chỉ là ngôn từ thôi. Cùng là một việc, nhưng nếu mình nghĩ là cố thuyết phục thì nó là cố thuyết phục. Còn mình nghĩ là mình đại từ đại lực, đúng không? Đấy, tức là đủ tình yêu thương ấy để giúp họ đến tận cùng ấy. Đấy, thì nó là câu chuyện khác.
Có thể do họ gặp một chướng duyên, có thể là họ kể với chồng, họ kể với vợ, kể với bố, kể với mẹ. Thế là gặp lời khuyên đều, ví dụ thế. Phải không? Thế và gặp cả các ước mơ ấy. Có thể ước mơ đơn giản là được phục hồi bảo vệ sức khỏe thôi. Đấy, thế thì cho nên ý, nếu mà tình yêu thương của mình ở cái tâm không hôm rồi học ấy, là mình giúp đỡ đến tận cùng. Đấy, còn nếu mà giúp đỡ đến tận cùng rồi không không được nữa thì thôi, lúc đấy là tùy duyên mà độ, phải không? Đấy. Nhưng nếu mà người ta vừa gặp một cái chướng duyên không thì mình phải tìm hiểu để mình giúp đỡ đến tận cùng, bởi vì đấy là nghề của mình. Nghề của mình là giúp đỡ người ta vượt qua rào cản. Rõ ràng là trong tay chúng ta có thứ rất tốt đẹp, sử dụng sản phẩm cũng vậy, hoặc là cơ hội cũng vậy. Đấy, và không, gần như rất hiếm người có thể không gặp chứng duyên mà đón nhận được ngay, rất hiếm. Thế thì ai cũng vậy thôi, đa số đều gặp chứng duyên. Nhiệm vụ của một tư vấn viên, của một nhà kinh doanh theo mạng chúng ta là giúp họ vượt qua được cái chứng duyên đó. Thế thì nó mới có 6 bước làm việc ý kiến phản đối, đúng không nào? Đấy nhá. Cả nhà viết xuống, giúp đỡ đến tận cùng. Giúp đỡ đến tận cùng. Còn lúc mà mình đã làm hết sức mình, hết khả năng có thể, mà lúc đó chưa đủ duyên thì cứ để đấy. Câu thần chú là người tiếp theo, rồi sau này muốn giúp nữa hay không thì tùy. Rồi, cảm ơn Vũ Hạnh chia sẻ và cảm ơn bạn Tú. Nhưng mà nhớ là bán hàng là lấy tiền trước, bởi vì nói luôn công ty CV, công ty CV ấy, là công ty, một công ty rất là uy tín, chính trực đấy, và thanh toán đơn hàng, có hóa đơn và thanh toán xong công ty mới chuyển tiền. Mà thậm chí là đây này, em bây giờ có khoảng chục cái khách hàng còn đang đưa tiền trước, mà có một số sản phẩm còn chưa có này này, còn đang đợi. Muốn bán được hàng phải tạo hàng khan hiếm, đúng không? Còn đang đợi, còn đang chờ sản phẩm về, chưa lấy được. Đấy, tiền trước này, cầm một mớ tiền mà còn chưa lấy được cho khách hàng. Thế cho nên chị đưa tiền trước. Đấy. Và đây là quy định của công ty. Đấy, và chờ 1-2 ngày em xem có, em đặt luôn cho chị. Muốn bán được hàng phải tạo hàng khan hiếm, thế thì nó mới có giá chứ, phải không nào? Ok, xin mời câu hỏi tiếp theo. Bần Minh nói, tôi xưng tên. Alo ạ. Rồi, Minh Tiệp bật cam được không? Đã được. Em chào thủ lĩnh quốc tế, em chào anh Trương Huy Cường. À, mình nhớ Minh Tiệp rồi, sáng hôm trước tranh thủ hơn cao thủ chỗ Alice đúng không, gặp nhau buổi sáng. Rồi, em chào tất cả các leader. Em là Minh Tiệp, em phải là, nếu mà đến với series này em là người kính con mới đét luôn đấy ạ. Thì được nghe hôm nay, được em được nghe toàn bộ cái Zoom của anh Trương Huy Cường, thì em thì chuyên về làm về phong thủy ạ. Yes. Vâng. Thì cũng trước khi em đặt một cái câu hỏi, em là đội nhóm của leader Mai Thoa. Yes. Thì cũng rất là vinh dự mà may mắn cho em. Nay em có một câu hỏi, và trước khi em đặt cái câu hỏi đó, thì em cũng xin phép để cho một chút, cho nó đỡ bớt đi cái không khí, cho nó tăng cái không khí đi ạ. Thì bởi vì công việc của em là về phong thủy, thế nên là em cũng bạn phép tất cả cộng đồng, mọi người, anh em, rồi là các lãnh đạo, thì là em xin đánh giá cái khách quan của em, cái nhãn quan của em về thiền trưởng Trương Huy Cường với 5 chữ mà em cảm nhận được, em nhìn thấy được. Thì chính vì vậy hôm nay em lên sóng đây để em đặt, em có cái câu hỏi rất là quan trọng. Dạ. Em muốn anh tham vấn cho. Bởi vì ở trên, trong phong thủy của em là có ngũ hành tương sinh, tức là kim mộc thủy hỏa thổ, mang 5 chữ, thì em thấy anh Trương Huy Cường, một trong thị trưởng của mình, là em thấy anh có tâm, cái thứ hai là có tầm, thứ ba là anh ấy là người có tình, có tài, và cuối cùng sẽ là có tiền. Thế chính vì vậy là hội tụ cái thứ đó, thì em mới nhờ, cũng rất may mắn, nhân duyên là được leader Mai Thoa là chia sẻ tham vấn. Thì em hôm nay là gần như là cái ngày hôm buổi thứ nhất, thứ hai thôi. Thì em có một câu hỏi này, em muốn hỏi anh Cường ạ. Ở ngoài cái kỹ năng, ngoài cái hệ thống sao chép ra ấy, em được biết ấy, thì em muốn anh tham vấn chuyên sâu cho em được cái là cái bản đồ thành công của bản thân anh.
để em rất quan trọng cái việc đó. Bởi vì làm cái gì thì làm, cái quan trọng là phải thành công, phải thắng lợi. Yes. Bởi vì công sức các leader là chia sẻ, cầm tay chỉ việc, rồi mọi cái vấn đề được sao chép y bản chính mà không phát triển được thì chắc là do lỗi gì. Còn nếu mà làm kỹ năng tốt, hệ thống sao chép mà vẫn chưa phát triển được thì chắc chắn là các anh chị cứ liên hệ với em đến em đảo bát nhang cho, em tặng phong thủy cho, tự yên lộc nó về, ví dụ thế. Nhưng mà em muốn biết là cái bản đồ thành công của anh Trương Minh Cường, bởi vì không tự nhiên anh là thủ lĩnh quốc tế được, anh phải có một cái bản đồ. Ví dụ như Việt Nam mình là hình chữ S, em phải hình dung ra là hình chữ S, nhưng bản đồ thành công của anh là cái gì, thì em hôm nay em cũng mạ phép để em nhờ anh là tư vấn, tham vấn, truyền hình trực tiếp cho tất cả cộng đồng, cho anh em, cho các em biết, để tăng thêm cái năng lượng, tăng thêm được cái trí tuệ, cái hiểu biết về Severi, để làm sao được thành công. Và quan trọng nhất là hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam được giàu có và thịnh vượng. Em cảm ơn cả nhà yêu quý ạ. Ok, cảm ơn Minh Tiệp. Thứ nhất là cảm ơn bạn về cái 5 chữ T. Thank you. Yes. Thế còn và câu hỏi của bạn Tiệp rất là hay. Rồi bao nhiêu anh chị em thấy là câu hỏi rất hay thì giơ ngón tay cái. Bao nhiêu anh chị em cũng quan tâm đến bản đồ thành công thì giơ ngón tay cái nào. Cảm ơn cả nhà. Thì ở S69 ấy, trong 6 bước đi 9 bài học thì cái bài học số 9 ấy nó có bản đồ thành công, đúng không? Nhưng mà Minh Tiệp có hỏi cái bản đồ thành công của riêng cá nhân Cường ấy. Thì mình vẫn áp dụng cái bản đồ đó thôi. Nó có hai cái hệ. Hai cái hệ làm nền tảng, hai cái hệ làm nền móng, một là hệ niềm tin. Đó. Hệ niềm tin, hai là cái hệ giá trị. Thì hệ giá trị, mình theo đuổi giá trị gì? Bản thân Cường theo đuổi cái giá trị công hiến. Công hiến. Tức là gì? Bởi vì khi mà mình bắt đầu với CV là mình hiểu cái thứ nhất ấy, là thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe là thức ăn của thế kỷ 21 này. Và con người nếu không có nó thì sống khó mà khỏe mạnh được. Do môi trường độc hại, do ăn uống, do stress. Đấy, thế cho nên ấy, là mình muốn cống hiến cho cái ngành chăm sóc sức khỏe chủ động này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cống hiến cho cái ngành kinh doanh này, MLM. Kinh doanh theo mạng. Mình sướng cái cuộc chơi này hơn nhiều so với kinh doanh truyền thống. Vì sao? Bởi vì nó giúp cho mình có cơ hội để cùng nhau làm giàu tập thể được, để làm được cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể. Còn kinh doanh truyền thống không thể. Hoặc cũng có thể, nhưng mà theo một cái cách là mình phát triển cái công ty giống như công ty cổ phần, sau đó là sao? Tạo ra nhiều cổ đông và cùng nhau góp vốn vào. Nhưng đối với cái kiểu truyền thống, mình không thích câu chuyện là nếu mình những cái người cổ đông người ta có tiền đầu tư vào, người ta có cổ tức ấy, người ta có thể trở nên giàu có, nhưng phát triển bản thân thì không. Nhưng ở trong này lại cùng nhau đào tạo nhau trở thành nhà kinh doanh, cùng phát triển bản thân và phát triển kinh doanh. Đấy, thế cho nên cái ngành kinh doanh này nó được gọi là ngành kinh doanh của thế kỷ 21, bởi vì cùng nhau tạo ra một cuộc chơi, cùng chơi. Và không những phát triển ở Việt Nam mà phát triển thế giới. Thế thì ngay giây phút Cường hợp tác với CV là lúc đấy mình đã nhìn thấy là những cái điểm quan trọng. Bởi vì nhìn được đến đâu đi đến đó mà. Nhìn thấy Hà Nội, nhìn thấy Đà Nẵng, nhìn thấy Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn thấy Tây Nguyên, nhìn thấy Tây Nam, đúng không? Nhìn thấy Đông Nam Bộ, nhìn thấy Tây Bắc, vân vân. Thì tất cả những cái tầm nhìn đó thì ngày hôm nay đều có những con người chủ chốt ở trong những cái khu vực như vậy. Có nghĩa là ngay khi mình bắt đầu ấy thì mình đã xác định là phát triển đi đến đâu và đưa anh em đi đến đâu. Đấy là cái hệ giá trị. Rồi cái hệ niềm tin thì đương nhiên rồi, mình phải xây dựng cái niềm tin tuyệt đối về ngành kinh doanh này. Ngành kinh doanh này. Tại sao? Rồi tại sao lại chọn Sibri? Đúng không? Đấy, trong Sibri thì nó có sản phẩm, nó có kinh doanh. Tại sao mình lại chọn? Rồi tại sao lại mình muốn xây dựng cái hệ thống này để làm cái gì? Hệ thống dẫn đường này này. Niềm tin vào bản thân mình. Tuyệt đối, có đúng không? Đây là hai cái hệ thống nền tảng. Và đã tuyệt đối có nghĩa là gì? Theo đuổi và làm đến cùng. Là cam kết làm đến tận cùng. Chứ không có chuyện là niềm tin như sợi bún, như cái cọng cỏ. Gió nó thổi cái lắc lắc lư lư không có. Nó không có chuyện mềm yếu, mềm mọt không có. Không có. Và việc của mình là gì? Đi tìm những con người cùng cái lý tưởng sống với mình.
cùng nhau xây dựng một, cùng nhau làm cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể này, cùng nhau vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp về kinh doanh theo mạng ở Việt Nam và trên thế giới, cùng huấn luyện đào tạo nhau để tạo ra những cái nhà kinh doanh Việt Nam đạo đức trí tuệ và nghị lực, giàu đạo đức trí tuệ và nghị lực, mang đạo đức trí tuệ nghị lực đi phục vụ thế giới, phục vụ đất nước và phục vụ thế giới. Thế thì khi mà có theo đuổi cái hệ thống này, cái giá trị công hiến này, nhân và xây dựng niềm tin thật chắc, và niềm tin nó đến từ trí tuệ, có nghĩa là phải học, phải hành thật nhanh để mình thấu hiểu Sibri, để mình thấu hiểu ngành kinh doanh này, đúng không đấy. Rồi sau đó làm sao, sau đó thì mình xác định mục tiêu. Mục tiêu ở đây có 14 nấc thang thì mình chia ra thành 5 mục tiêu để mình chinh phục. K6, K8, K9 là thủ lĩnh, K11 thủ lĩnh quốc gia, K14 thủ lĩnh quốc tế. Đấy, và mình xác định cái lộ trình để thực hiện mục tiêu này. Thì ngay khi 2015 ấy, thì mình đã xác định là thủ lĩnh quốc tế 2020. Và cái buổi sáng nào mình đi chạy bộ cũng hít hít thở thở, tức là chạy theo hai nhịp, hít hít thở thở, thủ lĩnh quốc tế 2020, thủ lĩnh quốc tế 2020, ví dụ thế. Tức là mình gieo cài đặt vào tiềm thức của mình như thế, và mình chia lộ trình K6 khi nào, K8 khi nào, K9 khi nào, K11 khi nào, K14 khi nào, và mình làm gần như tuyệt đối chính xác. Thì và khi có mục tiêu rồi thì hành động thôi, action, đúng không? Hành động. Đấy. Hành động ở đây theo 6 bước đi, 9 bài học. Kinh doanh là trò chơi của con số và cảm xúc, và mình hiểu. Mình hiểu con số, mình hiểu cảm xúc để sao? Để chinh phục các mục tiêu này. Hành động, trong quá trình hành động thì chắc chắn đúng thì nó ra kết quả, còn sai thì nó ra bài học. Tức là trong quá trình hành động này mình phải hiểu về gia phả thành công. Trong quá trình hành động này mình phải hiểu về gia phả thành công. Gia phả của thành công là gì? Đó là chẳng có gì sai hay đúng cả, sai hay thất bại, không có gì sai hay thất bại cả. Sai hay thất bại là bố của bài học kinh nghiệm. Mỗi một lần làm là lần để học được bài học kinh nghiệm, và khi học được bài học kinh nghiệm thì lúc đấy là tốt nghiệp, tức là khi học được bài học thì mình sẽ ra được quyết định đúng hoặc là hành động đúng, đúng không? Hành động đúng. Và khi ra được quyết định đúng và hành động đúng thì mình sẽ có thành công, tức là sao? Là ông của đúng mà, là ông của đúng, là cụ của thành công, cụ của thành công. Thế thôi. Và bây giờ mình muốn đi nhanh, bây giờ mình muốn đi nhanh ấy, thì cái hành động này này, tốc độ cộng cường độ, tốc độ cộng cường độ cộng sự bền bỉ thì mình sẽ đi nhanh. Tốc độ cộng cường độ hành động, sai thất bại thì mỗi một lần hành động học bài học kinh nghiệm, rút được bài học nhanh, quan sát phân tích đúc kết nhanh thì mình sẽ hành động đúng nhanh, và hành động đúng thì tạo ra kết quả thành công nhanh. Đấy, đấy là bản đồ mà Cường áp dụng. Minh Tiệp nhá, không biết là câu trả lời của Cường chia sẻ cho Minh Tiệp thì Minh Tiệp cảm thấy thế nào? Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn anh Trương Cường, một người anh, một người thầy vô cùng tuyệt vời. Hôm nay lần đầu tiên em đã nhanh tay chụp lại được cái màn hình cái bản đồ thành công của anh. Em sẽ nhờ các leader, nhờ leader bên trên, nhờ leader Mai Thoa sẽ chia sẻ chuyên sâu cho em thêm, cộng thêm có cái kỹ năng, cộng các cái hệ thống sao chép follow làm đúng như các lãnh đạo như mình. Bởi vì ở đây em nhìn thấy cái cơ hội rất là lớn, thậm chí là rất là giàu có thịnh vượng ở trong cái cơ hội kinh doanh về network marketing này. Yeah. Thế hôm nay thì em cũng mạnh dạn để em có câu hỏi của cá nhân em. Em mong sao là để em vấn an được cái tư tưởng của em, okay, vấn an được cái trăn trở của em. Yes. Để em định hình, em định vị bản thân. Thế là cũng rất may là em cũng học được một cái câu, thế là em cũng mạn phép là nói trên đây, ở trên YouTube thôi. Không quan trọng vị trí bạn đứng, mà quan trọng ở hướng bạn đi. Yes. Thế thì trên đường đi này em thấy là có, thứ nhất là thuyền trưởng, thứ hai là có các leader rất là sát sao, gọi là cầm tay chỉ việc. Thì em tin là chắc là sẽ rất nhiều người,
rất nhiều anh chị cũng như em mới này thôi sẽ có một cái bước tiến thần tốc, không về tư duy, kể cả về sức khỏe, tự do, thậm chí là làm giàu nữa trong cái cơ hội lần này. Cũng rất mong là tất cả các anh chị có dịp mà về quê hương Kinh Môn Hải Dương thăm đền Cao An Phụ và em mời được thưởng trà. Rất mong là có dịp các anh chị mà đi công tác thì lắng qua để tư vấn tham vấn thêm cho em. Để em là có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau. Minh Tiệp nhìn thấy cái phong thủy bản đồ thành công thấy thế nào? Dạ. Cái phong thủy bản đồ thành công ấy, nếu mà chiếu theo kỳ môn độ giáp và bát môn kim tỏa thì thấy là nó có cái sự nó có sự là nó răng. Tức là nó răng ạ, nó như chùm sao răng, nó gần như thất tinh ấy hoặc cửu tinh, nó răng. Mà biết cách để vận dụng, để phát huy tốt được đó thì cái quan trọng nhất là cái gì? Cái khả năng của con người nó sẽ lên được một cái tầm rất là cao. Không những vì tiền, không phải vì tiền đâu ạ. Mà ngoài đó là gì? Nó ở cái tầm cỡ thủ lĩnh. Thì em thế chính vì vậy em mới muốn là hôm nay này em vậy đi tắt em bắt đầu. Em muốn hỏi cái bài thành công, cái công thức thành công, cái bản đồ thành công nhất của người thành công nhất trong cái summary này là cái gì? Đấy, để về em sẽ ngoài cái thời gian em nghe YouTube ra em sẽ trải nghiệm, em sẽ nghiên cứu thêm để mình có thêm các kiến thức để làm sao được mong sao được để theo đuổi được các anh chị. Dạ. Rồi, cảm ơn bạn Minh Tiệp rất là nhiều. Thank you. Dạ. Ok. Hôm nào có điều kiện lên Hà Nội nhờ Minh Tiệp xem phong thủy giúp với nhá. Yes. Thank you. Rồi, xin mời anh chị em khác. Ai có câu hỏi thì bật micro nào. Em Chín ạ. Rồi, xin mời. Em xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Hy Cường và chị Trần Thị Kim Dung. Thật ra là bây giờ em tên là Chín. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Nhật. Trong cái quá trình mà em đi chia sẻ thì em gặp khá nhiều bất trắc. Bởi vì là để mà nói về tuổi đời thì em năm nay mới có 23 tuổi thôi ạ. Và khi đi chia sẻ thì mọi người thường có cái suy nghĩ vì em đi sang Nhật đấy, thì ai cũng mong muốn là được đi sang Nhật để có một cái cuộc sống tốt hơn về sau này. Nhưng mà khi mà em đi chia sẻ về cái cơ hội kinh doanh này thì mọi người lại nói là trời ơi, học bằng đấy năm rồi thì cố học hết đi, xong rồi để sau này về đi vào các công ty làm, chứ không thì phí đi mất. Thì bởi vì là tuổi đời của họ cũng nhiều và họ cũng đã trải qua nhiều việc rồi, nên là họ khuyên như thế, nhưng mà em không biết là lúc đấy mình nên trả lời như thế nào để làm thuyết phục được họ nhất ạ. Lúc đấy em trả lời như thế nào? Thật ra là lúc đấy bởi vì là em thì em cái kỹ năng mà em đi chia sẻ với thị trường lạnh thì em không có, nên là hầu hết là em sẽ chia sẻ với những người quen. Nên là em mà tính em thì hay nể lắm, hay là em cứ vâng ấy, nên là cũng không biết là mình nên nói như thế nào. Nếu mà mình nói em vẫn biết là cơ hội này thì em xác định đây là một sự nghiệp của em rồi, nhưng mà mình không biết là mình nên nói như thế nào để họ hiểu. Và nếu mà mình nói nhiều quá thì thành ra là mình sẽ lên đời họ ấy. Nên là họ sẽ hiểu theo ý như vậy, thì em không biết là em nên nói như nào được. Nghề kinh doanh của chúng ta là nghề kể chuyện à. Chúng ta không dạy dỗ ai cả. Được rồi. Thế thì thành thục 6 bước làm việc ý kiến phản đối nhá. Thành thục 6 bước làm việc ý kiến phản đối. Đấy, bước 2 mình đặt câu hỏi. Nếu không đặt được câu hỏi thì mình phải làm được bước 3 là bước đồng cảm. Em cũng đã chia sẻ và cũng gặp rất nhiều những cái lời khuyên giống như anh chị, và em thấy nó khá là chi lý, đúng không? Thấy nó rất là đúng đắn, rất là chi lý. Đúng đắn và chi lý rồi thì người ta hết phản đối, phải không? Đấy, và khi em vào môi trường S69 này, ở CB này, đấy, lý do đầu tiên em vào nó là cái gì? Rồi dần dần em học em mới phát hiện ra có những người anh học tập và lao động ở Nhật 60 triệu một tháng. Đầu tiên cũng đến với CV Trịnh Quang Học, nhớ nhá, câu chuyện đi tìm câu
tìm câu biết câu chuyện của Trịnh Khoa Học không em? Có, em có video rồi anh ấy. À ok, đấy. Rồi, xem. Kể câu chuyện đấy. Anh Trịnh Khoa Học, đấy, trước kia anh là ai? Anh đã lao động ở Nhật Bản như thế nào? Kiếm tiền ra làm sao? Đấy, và anh ấy được ai đó chia sẻ. Rồi sau đó kể câu chuyện thật của anh ấy. Và khi anh ấy thấy được đây là một cơ hội, anh ấy thấy được có rất nhiều những con người đi học ở Nhật Bản về cuối cùng cũng đi làm thuê và cuộc sống cũng vẫn rất vất vả và không có tự do. Cái người đấy kiếm được nhiều như anh ấy thì cũng được 60-70 triệu một tháng. Và anh ấy đã quyết định về Việt Nam và từ bỏ một cái công việc mà rất nhiều người mơ ước ở bên Nhật để anh về tự quyết định xây dựng ước mơ cho bản thân mình, theo đuổi cái ước mơ của bản thân mình. Và khi về thì bố mẹ phản đối như thế nào đúng không? Bố còn từ không nhìn mặt rồi vân vân. Và anh ấy cũng rất buồn, nhưng mà anh ấy vì theo đuổi ước mơ, vì những người chưa hiểu thôi, cho nên anh ấy sẵn sàng. Và anh cứ lao động với tinh thần của Nhật Bản, với sự chịu khó của Nhật Bản, với sự kỷ luật của Nhật Bản, mà thấm đẫm cái văn hóa đấy anh về anh áp dụng cho cái công việc của anh ấy. Thì sau bao nhiêu lâu thì anh có xe hơi, sau bao nhiêu lâu thì anh ấy trở thành thủ lĩnh. Và ngày hôm nay từ cái người bố, người mẹ phản đối anh ấy, cảm thấy anh ấy giống như là bất hiếu ấy, thì hơn ai hết ngày hôm nay họ tự hào và hạnh phúc vì anh ấy, một cái người con mà đã dám bỏ một cái nhiều người cho là tốt để đi theo đuổi ước mơ. Và không những vậy, cuộc sống của anh ấy thay đổi mà anh còn giúp đỡ được bao nhiêu những con người khác. Đúng không? Dùng câu chuyện để truyền cảm hứng. Một cái câu chuyện như vậy, bên cạnh đó, rồi kể câu chuyện Vũ Cúc Siberia, một người đi làm ô xin ở Đài Loan. Đấy, về bây giờ có xe hơi, vợ chồng hạnh phúc như thế nào, tư duy con người thay đổi ra làm sao. Về kể chuyện là mình không dùng kiến thức để mình dạy dỗ. Nghề này thì cần thu thập các câu chuyện và kể chuyện truyền cảm hứng. Em nhé. Vâng ạ. Vâng, em cảm ơn Thủ Linh ạ. Cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn. Thank you. Nếu mà ai mà biết kể chuyện ấy, ai cũng làm được. Trong bước làm việc thứ ý kiến phản đối thứ tư, bước thứ ba là đồng cảm đúng không? Bước thứ tư là kể câu chuyện bản thân mình vào đây, mình phát hiện ra điều gì và mình gặp những con người họ đã thay đổi cuộc đời như thế nào. Thế thôi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nhá. Anh chị em nào mà tranh thủ hơn cao thủ lúc nãy cái bản đồ đấy mà ngộ được cái bản đồ đấy là thành công nhanh lắm đấy. Cường không chịu trách nhiệm về sự giàu có của các bạn đâu. Cả nhà bật micro, ăn mừng chiến thắng buổi trưa ngày hôm nay nhá. 1 2 3 hai ba hai ba Bye bye cả nhà. Cảm ơn Thủ Linh. Chào cả nhà.